ngọn lửa trong cho tàn rực rỡ đang đốt cháy cái gì họ đang đốt free fire điện ảnh việt nam trong những năm trở lại đây có sự hoạt động rất mạnh mẽ người người nhà nhà đôi nhau làm phim đa thể loại đa mục tiêu từ phim zombie miệt vườn đến phim gây tranh cãi về lịch sử phim ma cả rồng phim xuyên không nó chả thiếu cái gì cả thiếu đúng cái chất lượng thôi đến mức người ta còn bảo là bỏ tiền ra dạp xem phim việt nam là không tôn trọng công sức lao động của mình nhưng mà trồi lên giữa tâm bão điện ảnh này là cho tàn rực rỡ của đạo diễn bùi thạc chuyên một bộ phim mà theo tôi là khá đáng xem cho tàn rực rỡ được cải biên từ hai chuyện ngắn cho tàn thực dỡ và củi mục trôi về của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư. Cái việc đưa một tác phẩm văn học sang một hình dạng mới mang tên điện ảnh nó vừa truyền tải được ý nghĩa mà vừa giữ được cái hồn mà nó vốn có là cực kỳ khó, nhất là trong bối cảnh bạn không thể lập bàn cầu cơ để hỏi ý kiến tác giả. Đã có không ít những bộ phim cải biên không may mắn trên con đường này như mà cái phim chúng tôi xích đinh Kiều và đừng để tôi nhắc đến Kiều thời Á Còng. Nhưng mà cho tàn thực dỡ vẫn hoàn thành xuất sắc sứ mệnh của nó. Đây là phim về ba câu chuyện tình yêu của những người phụ nữ tại xứ Thơm rơm một vùng quê nghèo ở miền Tây sông nước. Đây không chỉ là những câu chuyện tình yêu thông thường mà tình yêu của cả ba người phụ nữ này đều khờ dại và cố chấp. Nhưng mà cái làm phim này khác biệt là một cái hình ảnh mà tôi tâm đắc nhất là ngọn lửa. Từ đầu đến cuối phim, hình ảnh ngọn lửa và ba người phụ nữ được đặt song song với nhau và xuất hiện xuyên suốt như một biểu tượng. Vậy thì ngọn lửa này đang đốt cháy điều gì? Trước khi bàn đến việc đấy thì hãy cùng nhìn lại một chút về biểu tượng của lửa trong văn hóa nhân loại đi. Lửa là một trong những nguyên tố cơ bản để tạo nên sự sống. Ở phương Tây thì lửa được nhân hóa dưới hình hài của thần lửa Hephaestus, một trong 12 vị thần tối cao trên đỉnh Olympus, à, cũng có cả câu chuyện về Promethe ăn cắp lửa của thần rốt để mang đến cho con người. Trong triết học Hy Lạp cổ đại thì lửa được coi là một phần của nguyên tố hỏa, đại diện cho sự tinh khiết và sức mạnh. Còn đối với văn học trung cổ, đặc biệt như là Divine Comedy của Dante hay là các tác phẩm của Geoffrey Chaucer thì lửa được sử dụng để tạo hình ảnh về địa ngục, sự hủy diệt hoặc là cảnh nguy hiểm. Ở phương Đông thì ngũ hành tạo nên trời đất phải có đủ kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Ngoài ra thì theo quan niệm của Phật giáo, lửa là một trong bốn nguyên tố hình thành nên thế giới Và cũng như bao con người khác ở mọi miền trên trái đất này Thì người Việt Nam cũng được hưởng rất nhiều ân huệ từ lửa Tổ tiên chúng ta dùng lửa để chế biến thức ăn, xua tan cái lạnh Còn các cháu bây giờ thì chơi đùa với lửa, tức là Free Fire đấy Lửa từ ban đầu vốn được coi như một thứ mang lại sự sống và tri thức Nhưng mà từ sau thế kỷ 20 thì với sự bùng nổ của chiến tranh Nhất là sau khi hai quả nấm được trồng ở Nhật Bản Thì lửa thường được gắn với sự thảm khốc và đau thương Nhưng mà ở điện ảnh hiện đại thì lửa vẫn tượng trưng cho tinh thần nó được sử dụng gắn với đam với sức mạnh nội tâm của nhân vật hoặc là để thể hiện sự xung đột trong tâm trí lửa còn tạo ra cái hình ảnh quyết định và trở thành một phần không thể thiếu trong việc tạo ra cảnh quay ấn tượng và gây ấn tượng mạnh cho khán giả các cảnh cháy rụi sự lan truyền của lửa thường được sử dụng để tạo ra hình ảnh mạnh mẽ và có ảnh hưởng lớn lửa tác động đến cảm xúc và tâm lý và được sử dụng để tạo ra sự căng thẳng lo âu hoặc là cảm giác nguy hiểm trong tâm trí của khán giả cái việc sử dụng hiệu ứng của lửa có thể tạo ra sự kích thích sự hào nhoáng hoặc sự cảm thông nghiên cứu về biểu tượng của lửa trong điện ảnh thì thường tập trung vào cách mà nó được sử dụng để tạo ra hình ảnh mạnh mẽ tác động tới cảm xúc và tâm trạng của khán giả cũng như là sự phát triển và thay đổi của việc sử dụng lửa qua các giai đoạn của lịch sử điện ảnh và đó là những lời của tôi về lửa cảm ơn các bạn đã nghe tôi nói về lửa quay lại với cho tàn rực rỡ của đạo diễn bùi thạc chuyên thì ngay từ cảnh mở đầu hình ảnh của lửa đã được xuất hiện rõ ràng để nhắc nhở người xem về sự quan trọng của nó nó không chỉ đơn thuần là một cảnh lửa cháy biểu tượng lửa trong cho tàn rực rỡ là cái niềm khao khát yêu thương nhu cầu hạnh phúc trong trận gốc cho tàn rực rỡ của nhà văn nguyễn ngọc tư thì chỉ có hai người phụ nữ là nhàn và hậu còn loan người phụ nữ bị điên là nhân vật trong củi mục trôi về cả ba phụ nữ này đều có một điểm chung là khao khát được tồn tại được nhìn thấy và được yêu thương và nếu các bạn thấy bún đậu chấm nước mắm hay chấm tương ớt là kỳ quái thì hãy đến đây để tôi cho bạn xem tình yêu của những người đàn bà trong cho tàn rực rỡ nhàn thì yêu quên cả bản thân mình thấy chồng đốt nhà cũng rốt ra hùa chung và khi thấy chồng cười lại thì mới yên lòng nhà nuôi hy vọng rằng cô sẽ chữa lành vết thương cho chồng cô chịu đựng sự ghẻ lạnh của tam nhưng mà vượt trên tất cả thì chấp nhận để chồng đốt nhà vì tin tin rằng mọi thứ là do cô gây ra nhàn giống như con thiêu thân la vào lửa chấp nhận thú vui điên dại của chồng chỉ để tìm lại hình bóng và nụ cười trên môi anh như thủa ban đầu không một lần can ngăn than trách nhàn quyết định gắn bó cả đời mình với chồng và, và tiếp sức cho những cái chiến công của anh nhàn hết lần này đến lần khác lo thu vén nhà cửa chuẩn bị cho chồng đốt nhà và thậm chí phớt lờ lời khuyên răn của già làng những người sống ngót nghét hàng chục năm trên đời và họ đã sớm nhìn thấy tai ương sắp sửa ập tới nhàn nhưng mà đấy là nhàn thôi hậu thì còn tuyệt vọng hơn suốt bốn năm năm trời cô níu kéo sự chú ý từ thằng chồng yêu vợ người khác chính là nhàn hậu ghen tị với nhàn hậu ngày ngày phải chứng kiến cuộc sống gia đình ấm êm của nhàn và tam còn mình thì lủi thủi một mình vì chồng bỏ đi làm ăn xa biển biệt và cái sự ghen tị đó chuyển dần từ ghen tuông sang mặc cảm hậu thấy mình vụng về nhàn thì vừa đẹp vừa khéo lại có người chồng yêu thương hết mực hậu và nhàn như hai người đứng ở hai phía của một cây cầu một bên khổ đau nhìn hạnh phúc và bộ phim chính là hành trình họ bước về phía nhau lướt qua nhau như bài hát của vũ để rồi sau cùng cháo đổi vị trí cho nhau lúc nào không hay người ngỡ hạnh hạnh phúc lại chìm trong đau khổ kẻ tưởng là mãi sầu thì lại thấy hy vọng nhen lên trong đám cháy của tình yêu điên cuồng và mù quáng bất chấp tất cả để chồng vui một người đã biến thành cho tàn rực rỡ rồi tan và hư vô còn người còn lại thì như đốm lửa âm ỉ chỉ chờ làn gió thổi để bùng lên và người đàn bà khổ sở vì tình thứ ba trong cho tàn rực rỡ là loan tuổi thiếu niên thì loan từng bị một gã đàn ông trong xóm xâm hại rồi dìm xuống con kênh suýt chết gã đàn ông đã bị pháp luật trừng trị và loan cũng sống sót nhưng mà trở thành hâm dở nát rượu bị người ta đồn là khùng loan rất nhạy cảm tỏ thái độ ra mặt khi mà người ta nói về người đàn ông đó cô không muốn bất cứ ai soi mói về bi kịch cuộc đời cô hay là kẻ đã gây ra bi kịch này khi mà nghe tin gã trở về thì loan đang nương thân nơi cửa phật không thể kìm lòng mà tìm đến ban đầu thì loan hận gã này rất nhiều không biết lấy đâu ra một túi đầy rắn rồi thả vào trong phòng nơi mà gã kia đang tu tâm niệm phật nhưng đến đây thì thứ khó hiểu hơn xác suất thống kê và giải thích thì chỉ có thể là trái tim phụ nữ đứng trước người đã khiến cuộc đời mình đau khổ nhưng mà loan đã thốt ra với gã một ước mơ sâu kín nhất mà là điều mà cô vẫn luôn mong mỏi hay là anh cưới tôi đi sâu thẳm trong lòng loan thì cô vẫn muốn được yêu được thương và cô tin rằng sẽ chỉ có gã là kẻ duy nhất chấp nhận con người cô hiếm hoi lắm thì khán giả mới thấy loan cười nụ cười của một người đàn bà hạnh phúc trong tình yêu chứ không phải là nụ cười thơ thẩn của một kẻ đã mất đi thần trí nhưng cuộc đời mà giữa lúc loan hạnh phúc nhất thì gã kia lại đột ngột biến mất gã trôi đến và trôi đi lặng lẽ và lênh đênh như một tấm củi mục gãy nát sau khi gã đi thì loan lại trở về là mình của những ngày xưa hết hờn trách rồi thì lại thơ thẩn như thể một phần tâm hồn của mình lại bị cướp đi mất nhưng mà Loan vẫn ngồi đấy chờ đợi một ngày nắng và khi cởi bỏ tất cả mặc cảm thì gã kia sẽ quay trở lại. Niềm khao khát yêu và được yêu của người đàn bà khùng này có khi thì bùng lên dữ dội như lửa cháy, có khi thì lại âm ỉ trong lòng nhưng mà tuyệt đối không bao giờ lụi tàn. Cho tàn thực rỡ cũng giống với nhiều bộ phim khác đều xây dựng những phụ nữ biết hy sinh và mạnh mẽ, có khả năng chịu đựng cao hơn nhiều so với đàn ông. Tình yêu, sự nhẫn nại và bao dung của họ đôi khi bị khó hiểu nhưng mà tất cả đều phải chịu chung một bất hạnh khi mà không được người đàn ông mà họ yêu thương đáp lại. Nhưng mà khác với sự chối bỏ hay là trốn chạy của những gã đàn ông khi đối diện tổn thương những người đàn bà vẫn nhẫn nại và chịu đựng để chờ ngày được nhìn thấy với hậu những lá thư cô viết cho chồng thì thực chất là độc thoại với chính mình còn loan là những lần lảng vảng quanh chùa thổ sầu và thậm chí là chửi bới hù dọa gã đàn ông từng hại đời mình chỉ để một lần được gã dám nhìn thẳng vào mặt ở nhàn thì cái nhìn si mê của cô qua những lần đốt nhà của tam dần dần giống như một cuộc hiến tế nghiệt ngã để hy vọng từ đống cho tàn rực rỡ này tình yêu của cô sẽ được tam nhìn thấy những cuộc hôn nhân trong cho tàn rực rỡ đều từ từ giãn vỡ những người vợ dần vô hình trong mắt chồng có những người chồng thì ngày càng lún sâu và bóng tối và bộ phim không hề lóe lên một tia hy vọng hay niềm vui nào nhưng ngay cả khi nỗi buồn và toàn bộ tấn bi kịch của nó được kể lại một cách tỉnh dụi như cuộc đời vốn có thì ở những nơi khốn cùng đấy sinh hoạt vẫn tiếp diễn giống như ao tù nước đọng quanh quanh quẩn quẩn với những công việc lập đi lập lại con người ta cũng vì thế mà quen yên vị một chỗ âm thầm chịu đựng những bất hạnh đổ xuống đầu mình nếu mà trời thương cho họ cả một đời bình an thì họ chỉ cần biết đến tiếng cười và ánh nắng nhưng một khi bi kịch ập xuống thì nó sẽ như những cơn mưa nặng hạt. Có lẽ đây sẽ là rõ nhất cho ý nghĩa đầu tiên của biểu tượng lửa. Ngọn lửa thể hiện khát khao yêu thương, mưu cầu hạnh phúc, cháy bỏng của ba nhân vật hậu nhàn và loan. Và nếu ngọn lửa của người đàn bà trong cho tàn rực rỡ là khao khát yêu thương, thì đối với những người đàn ông của phim này, ngọn lửa chính là sự hủy diệt. Đầu tiên đối với tam chồng của nhàn, lửa với tam là thú vui. Sau khi mất đi con gái, nhàn buồn, tam cũng buồn nhưng mà tam không quan tâm tới nỗi buồn của nhàn. Miền tây sông nước là nơi thuộc về thôn quê, con người ở đây ngoài chân chất thật thà thì họ cũng có nhiều nét cổ hủ tam chính là một nhân vật kiểu như vậy ngày xưa các cụ ở câu là con hư tại mẹ áp dụng đúng cái lý thuyết đấy sau khi thấy xác của con việc đầu tiên tam làm là đổ lỗi cho vợ cái tát này của tam cũng là thứ anh ta dùng để rũ bỏ hết trách nhiệm của mình cũng là để trốn tránh tổn thương để chứng minh rằng mình có thể cháy thành than trong năm 2024 và để chứng minh mình có thể cháy thành than trong năm 2024 thì tam đã năm lần bảy lượt đốt nhà chút bỏ những đau đớn không thể nói thành lời bằng cách tự làm đau bản thân và gây phiền toái cho những người xung quanh anh này cố gắng đốt để tận hưởng sự mất mát vật chất thay cho nỗi đau tinh thần bắt đầu thì nhàn còn chiều theo chồng nhưng mà nhiều lần quá là đâm ra nhàn mệt nên là quyết định đi cùng căn nhà của mình luôn và hàng xóm đôi bên thì cũng hết cứu cũng chỉ đứng đấy để xem tại vì biết rằng đây là cái kết tốt nhất cho hai vợ chồng nhà này tiếp theo là câu chuyện về dương dương là kẻ thua cuộc trên đường đua tới trái tim nhàn nhưng mà là kẻ thắng cuộc trong cuộc thi tra khóa và ổ với hậu nên là dương với hậu yêu nhau hậu yêu dương nhưng mà dương thì vẫn ngày đêm mong nhớ tới nhàn để trốn tránh nghĩa vụ của một người chồng người cha thì dương chạy trốn đến biển và không bao giờ chịu về nhà bi kịch từ nam tính độc hại của những người đàn ông là mồi lửa thiêu dụi dần sức sống tình yêu của những người vợ dương chạy trốn khỏi ký ức và trách nhiệm hiện tại cô lập chính mình và cô lập người vợ trong cuộc hôn nhân gò ép dù cố gắng tới đâu thì hậu cũng không thể mở cửa tâm hồn lãnh cảm kia khi mà anh đã chìm sâu trong biển lạnh u tối trong khi đó thì khang kẻ đã hãm hiếp loan cả này thì như khúc củi mục nát không biết trôi giạt về đâu khi mà ám ảnh về quá khứ tù tội và tương lai vô định anh tìm tới ngôi chùa nghèo thổ sâu để sám hối ăn chay niệm vật nhưng mà lại không thể đối mặt với chính người con gái mình đã lỡ hại đời định kiến xã hội tiêu chuẩn về chuẩn mực nam tính cho đến những áp lực mà những người đàn ông đã tự đặt lên vai mình đã đẩy ba người đàn ông trong phim trở thành những kẻ hèn nhát ích kỷ cực đoan sự bất lực cùng bế tắc cùng cực đã đưa họ đến cách đối xử vô tâm tàn nhẫn với những người phụ nữ đã lặng thầm hy sinh và đang cố gắng cứu rỗi mình dương tam và khang không chỉ là nhân vật trên sách hay là phim ảnh mà còn là bi kịch còn tồn động ở nhiều miền quê nghèo trong cho tàn rực rỡ thì lửa kết thúc tình yêu của nhàn và tam nhưng lại mở ra le lói như giác ngộ trong tâm thức của nhân vật hậu cuối phim thì hậu đi xuống xuồng tới tìm chồng như để chủ động cứu vãn hạnh phúc gia đình lần đầu tiên cô đi tìm chồng và cái hình ảnh cô gái đi xuồng ra căn tròi chơi trọi giống như hậu bây giờ mới thực sự là chủ động nắm bắt tình yêu của đời mình trước đây thì tất cả những gì hậu cố gắng làm là cố gợi chuyện để gây sự chú ý cô không bỏ chồng mà bây giờ cô đi tìm chồng gọi chồng trong cảnh cuối khi một ngôi nhà lại bị đốt thêm một lần nữa thì không một ai ngoài loan ra giúp đỡ mọi người đều mặc cho lửa cháy nhân vật tam dùng ngọn lửa để thỏa mãn nỗi đau với anh thì lửa cũng là sự tái sinh của bản thân tam dường như vẫn lầm lì vẫn cục mịch như thế nhưng mà nhàn đã phát hiện ra những vết bỏng trên người chồng nhận ra những lần anh dùng bật lửa để tự đốt thân thể mình và rồi mà khi cơn đau thể xác không thể xoa dịu nỗi đau tinh thần tam cần một ngọn lửa lớn hơn rực rỡ hơn để quên đi tất cả cho đến cuối cùng thì nhàn vẫn không thể từ bỏ tam hay là từ bỏ tình yêu của mình nhàn nhận ra cả cô và tam đều đã quá mệt mỏi cô đã lựa chọn kết thúc trong chính ngọn lửa cháy sáng rực rỡ nhất ngọn lửa mà người đàn ông của cô yêu hơn vợ mình không ai dám chắc là lần đốt lửa cuối cùng là do tam hay là do nhàn không ai dám nói là do sự bế tắc hay là sự giải thoát cho chính cuộc đời nhàn chỉ biết rằng người phụ nữ này đã mang tình yêu của mình hóa thành vĩnh cửu cho dù bị đốt rụi thành cho tàn thì đó vẫn là thứ cho tàn rực rỡ nhất là tàn tích của một tình yêu thiêng liêng không thể thay thế nhàn cũng mệt mỏi nhưng mà hình như đã giác ngộ và muốn được tái sinh trong một cuộc sống khác bắt đầu bằng một ngọn lửa và kết thúc bằng một dòng sông cảnh mở đầu thì cũng là cảnh kết thúc đây có lẽ chính là sự tương phản mà đạo diễn bùi thạc truyền đã cài cắm vào từ cốt truyện cho đến ngôn ngữ điện ảnh và cho tàn rực rỡ đã thực sự cháy như cái tên của nó tôi là vui vẻ đừng quên đăng ký giờ reviewer để không bỏ lỡ bất kỳ video điều nào xin chào và hẹn gặp lại